ớt kho sả ướp. Cái này là mình làm để ăn cơm chiều ha. Lâu quá trời không có ăn ớt, bữa nay mình kho một chảo ớt, kho sả ớt nha mọi người ha. Đó, sả tỏi mình phi thơm. Ớt thì mình làm sạch sẽ rồi mình chặt ra. Đây là mình nêm hạt nêm nè, xíu bột ngọt. Đó, nước mắm. Rồi giờ mình sẽ cho nước màu vô luôn. Cái này là ớt sừng hổng cay ha. Mình cho vô đây mình ướp đi. Cái này là Thanh đã tắt lửa rồi nha. Anh ướp cho cái ớt nó thấm cái gia vị mình mới ướp á. Cho nó thấm một chút xíu. Thanh cho một ít tương ớt vô nữa cho có màu nha. Đó, mình ướp khoảng một chút đi rồi nó thấm gia vị rồi mình mới bật lửa lên nha mọi người ha. Đó, bây giờ mình cứ đảo trộn khi nào mà nó thấm đều đó rồi lửa mình bật lên nó sôi á thì mình để nhỏ lửa lại rồi mình đậy nắp lại để cho cái nước màu với lại màu tương ớt nó thấm vô ớt á, nó sẽ có cái màu rất là đẹp luôn. Thường á, Thanh kho mà Thanh sẽ đậy nắp, mình đậy nắp lại thì những cái nước màu á, nó sẽ thấm vô cái miếng thịt, miếng đồ ăn mà mình làm á, nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đó, mọi người thấy màu có hấp dẫn không nè. Cái ớt á, là mình kho sả ớt thì nó rất là thơm ha. Này cơm chiều á, thì mình làm ăn cái món ớt kho với lại canh nè. Thì mọi người thấy cái cách làm mà Thanh chia sẻ ớt nó dễ làm thì hãy like và đăng ký kênh để Thanh có thể làm nhiều món ăn ngon nữa gửi đến các bạn xem cho vui nha. Bây giờ thì Thanh xin chào cả nhà, mình hẹn gặp lại vào những video sau nha. Ăn rất là ngon mọi người làm thử ha.